Tối ngày 13 tháng 12 trên địa bàn huyện Di Linh và Đơn Dương xuất hiện mưa lớn kéo dài trên 3 giờ đồng hồ, khiến lũ trên thượng lưu các sông đổ về gây ngập lụt, hư hại nhà cửa, rau màu của người dân. Đến sáng ngày 14 tháng 12, nước lũ đổ về các sông suối trên địa bàn huyện Di Linh vẫn còn cao. Tại xã Đinh Lạc, mưa lũ đã cuốn trôi một số cây cầu dân sinh và cô lập hoàn toàn gần 10 hộ dân tại thôn Đồng Lạc 4. Trên 40 tấn cá của người dân đang nuôi trong các ao hồ bị thoát ra ngoài. Gần 20 tấn cà phê đang phơi cũng bị lũ cuốn trôi. Một số người dân cho biết nước lũ lên quá nhanh, khiến gia đình họ không kịp xoay sở, khiến hoa màu, gia cầm đều bị trôi theo dòng nước. Lúc 8 giờ 30 thì bắt đầu nước lùa vào. Lùa vào cái là tôi kéo được mấy bao cà phê vào trong nhà thôi, chứ còn quay ra là không kịp, nước chảy băng băng qua sân luôn. Rất nhanh, nước nó lên nhanh quá, không kịp cái gì nữa. Quay kéo được mấy bao cà phê vào trong bếp cái là coi như tivi, tủ lạnh với lại mấy gạt là nổi bênh bênh luôn. Nó ào rất nhanh, không trở tay kịp cái gì cả. Lúc đó chừng hơn 7 giờ, thế là nước ở nó bên hồ này nó kêu là nước nó trào vô rồi, vô tới bên rau nhà em rồi. Thế em đi ra thì em thấy nước đang trào vô hồ này. Em cứ nghĩ là chắc không bao giờ lên tới đây đâu. Thế em chuyển đồ lên trên chỗ nhà trên này. Thế hồi em thấy nước, tại vì nhà có ngoài với lại có thằng bé nữa, thế là chồng có nhà. Thế hồi thấy nước đổ ập tới sân này, nó càng ngày càng nhiều. Thế là chẳng chuyển được cái gì hết. Thế là dắt ông với lại dắt thằng bé đi lên trên cao này, trên trên này, hồ nước ngập hết luôn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đinh Lạc, hiện xã đang huy động lực lượng dân quân tự vệ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn xã là hơn 5 tỷ đồng. Tại xã Tam Bố, mưa lũ cũng đã làm ngập úng 420 trụ tiêu, trôi 430 bao cà phê của người dân. 4 cây cầu trên địa bàn xã cũng đã bị cuốn trôi. Ngoài ra, một số lượng lớn các loại máy xới, máy cày, máy tưới của bà con nông dân cũng đã bị mưa lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 600 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Di Linh cho biết, ngoài xã Đinh Lạc và Tam Bố, một số xã khác trên địa bàn huyện Di Linh như Cung Ré, Bảo Thuận, Đinh Trang Hòa cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện đang thống kê con số thiệt hại và chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ổn định sinh hoạt cho nhân dân. Tại khu vực hồ Ca La, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, thời gian này không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe công nông chở đầy người, hàng hóa và nông sản chất cao ngút. Cà phê và người lao động ngồi trên vênh trên thùng, chạy rầm rập trên đường. Mặc dù tình trạng mất an